Rồi, Tâm mến chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Tâm Rau Vlog. Lời nói đầu tiên cho Tâm chúc sức khỏe các bạn nha. Hôm nay mình vệ sinh mấy con mái nha các bạn. Con cọc bông 101 DC, hai mái của chị Thiện Thường Câu nè. Với con Curado. Curado 201 XG. Và con mái Zealand 1520 HD. Nay mình sẽ chia sẻ vệ sinh cái con này. Hai con này mình ấy sao. Mình tập trung vào con này ha. Con này mình câu nay gần 4 tháng rồi, chưa vệ sinh. Vẫn còn im. Vẫn còn mượt ha. Mình vệ sinh định kỳ. 4 tháng mình rảnh, 4 5 tháng thì mình rảnh vệ sinh đó. Rồi giờ mình tiến hành mình rã nó ha. Giờ bộ đồ nghề của mình. Bộ đồ nghề của mình đầy đủ hết ha. Cái thử bắt đạn. Vít khóa 10, kìm, vít mấy cây cọ, nhíp, bàn chải đánh răng. Lấy bàn chải đánh răng ha. Dầu mỡ của mình là này là dầu Sibun. Đạn Sibun là bắt 01, bắt 02 để bắt mấy bắt đạn tải. Bộ mỡ của mình là mỡ Delton. Này là mỡ nhông. Simi là mỡ nền. Con đây là mỡ rắc. Còn đây là dầu. Vì cái con này các bạn, đây là cái bạc đạn. Cái này là bạc đạn mạc siêu này. Là dầu mạc siêu, dầu từ ha. Mình nó châm nó luôn. Giờ mình tiến hành mình rã nó nha các bạn. Dứt dẹp ha. Mình rã này ra. Đó, rã nó ra. Ốc các bạn để theo thứ tự ha. Chìa khóa 10. Con ốc tháo ra. Đó. Đánh chừng vài tháng mình lấy ra. Vệ sinh đó. Này có hai miếng chiếc rắc. Các bạn thông cảm mấy chó ở sao cũng hơi là ồn. Đem ra hết. Rồi, giờ mình lấy Sibun nó ra luôn. Sibun nó, mấy bọt đạn này thì không có gì hết, mình châm dầu vô chạy thôi. Giờ mình thay bộ mỡ dầu nó mỡ trong này nè. Có một ốc, hai ốc, ba ốc. Bạn vừa lựa dít dẹp vừa thấy ha. Đè mạnh vô, rồi. Anh lấy ra. Nó có ba con, hai con giống nhau, một con con dài, hai con ngắn làm sao nè. Con dài nằm mặt trước ha. Con này dài hơn. Mình chia sẻ hai chi tiết nên video hơi dài, các bạn thông cảm nha. Nói chung máy này vẫn con sạch nè, cũng không dơ mấy. Lò xo, hai cái lò xo để riêng ra đây đi. Này giờ mình bỏ vô đây luôn rồi mình vệ sinh. Mình có cái chai tẩy linh kiện này. Còn cái chai này là chiên về bạc đạn nha các bạn, để mình tẩy bạc đạn thôi. Bỏ vô đó hết. Rồi. Xong các bạn lấy lò xo ra nha. Có cái kìm để văng cái lò xo này là rầu luôn á. Khó kiếm lò xo. Lấy lò xo ra. Rồi, có hai con ốc trong này. Bạn lựa đâu dít, dít bà kè nè, dít nhỏ vừa với con ốc này nha. Ốc này dễ bị tuôn lắm nha các bạn. Đè canh ngay, đè mạnh vô. Dít, nhích, nhích nó cái là nó làm cái cách cái ra. Đó, rồi ra. Hai con. Nè, có hai con ốc nè. Gấp hai ốc bỏ ra qua bên. Bật đạn thì giờ mình bỏ vô đây tẩy hai lần nha các bạn. Mình hai cái ống. À, trong hai chai này mua chai này. Chai này người ta tặng hai cái ống để vệ sinh. Vệ sinh hai lần. Giờ mình bỏ tháo bật đạn lên bỏ đây. Có cái phe. Bằng bấm phe ra. Đó, giờ lại ra. Đó, lấy cái phe để ra bên. Rồi gấp bạc đạn ra.
đây bật đảm tải ha, cho vô đây cái này để qua bên. Các bạn để ý này có dòng cái bên nữa, bên này con ha, bên này không con, mình để ý mình lắp vô thì tháo ra, các bạn để ý nha, để ý cái gì hồi mình lắp vô nó dòng ra hết. Lấy ra, bạn lấy bật đạn này ra, mình có cây thử bật đạn, bật đạn bỏ vô đó vệ sinh này, bật đạn chống trở ngược. Lấy cái này các bạn thụt vô này, bỏ vô này, đè ra nó chạy ra, bỏ vô đây. Con máy này là đặc biệt cái này nha các bạn, cái bật đạn này nè, bật đạn mặt siêu nè, bật đạn ngay chỗ xi bun, ngay cái nút cân mồi. Máy này các bạn để riêng ra đây này, cái bật đạn này các bạn để ý nha, đừng có để chung mấy bật đạn kia tẩy là rồi luôn á. Nó là bật đạn mặt siêu ha, mình để riêng, nó là hồng châm dầu mặt siêu vô. Lấy bật đạn này ra, máy này cũng còn sạch dữ chứ, chưa đến nổi luôn. Máy này là con máy trâu bò của Đài Hòa, rất lớn, rất 7 kg. Rồi bật vô nó chỉ nhẹ thôi nha, nó đạn này nó có dòng nhựa, nè, ông bỏ chỗ đó để dòng nhựa ở ngoài đi. À, cái này nó có cái miếng bằng đồng, này miếng này nè. Rồi các bạn tiếp tục tháo con ốc này ra ha, tháo con ốc này, nó có miếng lông đền, nó có cái lông đền trong này nè, đây nó các bạn dắt thì nó luôn nha, để hồi lạc mấy cái lông đền này. Tháo sậu lừa ra, trong này cũng có cái lông đền nha, bạn tháo gì để ý nữa mà sậu lừa. Rồi giờ mình có cái phe này, chọc phe này ra, cái kìm ra, bấm, các bạn bấm ra, mình lấy cây nóc làm dịp mài dẹp nó dịch ra, bạn dùng dịch này, dịch ấy từ từ ra nha. Đó, ra bỏ xuống, mang chó hay gồm các bạn thông cảm nha. Này các bạn rút ra ngược ra nè, rút ngược ra, cái này lát mình vệ sinh sao để nó ngoài đó nè. Đây có bạc đạn nữa nè, mình tháo bạc đạn luôn. Đó, có lông đền nè, bạn để lông đền gần cái phe này nè, để hầm nhớ cái phe này với cái phe này khác nhau ha. Bạc đạn toàn vô hũ bạc đạn, con này bỏ xuống đây. Rồi tiếp tục nữa, đây có cái bạc đạn nữa nè, này bạc đạn nè, này bạc đạn đen, mấy bạc đạn đen, bạc đạn CRB. Rồi rút này ra, rút ra bỏ vô, rút này bỏ xuống, đã hết rồi luôn. Con vít này cũng khác với con vít mình mở mấy ốc này nha, vít này nó nhọn hơn nè, nhỏ hơn nè, có miếng nhựa nè, bằng này miếng nhựa lên, này đều đều nha. Bỏ vô, tháo mặt nạ, đây có con ốc, đây có con ốc, hai con, tháo ra, này ốc nhọn luôn nè, ốc có vít nhọn, cái cụm nào các bạn để ốc riêng, cụm đó nó khác ốc nè. Rồi, rút mặt nạ ra, bỏ vô luôn, T-Win, cái này nữa nha, coi chừng tuôn cái này nè. Cái mà mình bật tới bật luôn kêu cốc 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 nó. Đây có đạn xì bun nữa, mình xì bun bằng kiếm cây này mỏng nè, dít dít cà phê ra, xém dần cà phê nè, xíu nữa dần cà phê, nên dít
chích nhọn các bạn bỏ vô như nè, rồi các bạn banh ra nhẹ thôi, rút ra nè, nó lau chơi này trong này được rồi. Đây bộ nhông nó, nhông nó nhông đồng hơn, nó rắc rắc này riêng. Mấy cái kim loại này thì mình bỏ này vệ sinh, nó rắc rắc nào mình vệ sinh sao. Những carbon nhông này các bạn đừng bỏ đây nha, để quên mình bỏ này, nhưng hồi cũng ba cái đầu này đụng tới bộ nhông nguy hiểm lắm. Nhông mình vệ sinh riêng nó, nhông mình thì vệ sinh cái chai này nè, mình cũng tiết kiệm vệ sinh này, là mình vệ sinh bằng nước rửa chén, nước rửa chén ha. Cái xong rồi mình xịt này sơ lại thôi, còn ưu tiên cho cái bộ nhông với lá rách mình vệ sinh này, mình tiết kiệm mà. Rồi mặt đạn á, giờ mình mặt đạn mình ngâm này ha, chế nước này vô, bạn chế vô từng mức số 10 được rồi, nước 1 số 10 chế vô. Đó. Cái hồi nước này dư nè, bạn vệ sinh cái nhông sợ lạnh. Tiết kiệm. Đó. Lạc. Ra nước độc lên. Trong cái tay quay này nè các bạn, có bạc đạn nữa nha. Tay của mình còn máy này, nên là mình không có vệ sinh cái bạc đạn trong này. Có vệ sinh. Bạn lắc. Lắc cái để ngâm đó đi cho mình đi vệ sinh này. Trong thời gian vệ sinh này mình tắt máy ha, để tốn thời gian các bạn, mất thời gian các bạn. À, vệ sinh mình chan nước rửa chén xong rồi mình mới vệ sinh lại, tiết kiệm. Còn bàn đạn mà siêu này, để riêng nó không có đụng tới, không dám đụng tới nha. Hồi mình chỉ vệ sinh nó sơ, là châm dầu mặt siêu vô là xong. Mình đi vệ sinh body, rồi những linh kiện này mình lau sạch sẽ hết ra, cái mình rắc lại cho bạn xem nha. Rồi vô dầu mỡ, cái này mình ngâm đây đi. Rồi mình đi vệ sinh. A few moments later. Rồi sau khi mình đã vệ sinh sạch sẽ các bộ phận này ha các bạn, rồi lau chùi sạch sẽ khô ráo hết rồi, để không mất thời gian các bạn. Giờ tới bà đạn nha các bạn, bà đạn mặt siêu. Nãy mình chấm nó dính dầu mặt siêu ra đây, các bạn lấy giấy bóp đó, mình để riêng, không dám để vô bà đạn này nha. Đó, rồi xong cái dầu mặt siêu này, châm mặt đạn này vô trước, một giọt bên một giọt thôi, bên này là thắng, cái này là y có 500 nha các bạn, này nè có 500 dầu này, có 500 này. Hơi tối à, hít vô nó chạy, hít vô chạy, nó chạy vòng đều hết rồi. Lật lại nhỏ cho bên này giọt nữa, chai này châm xài hoài luôn, lâu lắm á. À, tự chạy ra, chạy đều ra nè đó, rồi mình để nó qua bên này, lắc nước một rồi bằng châm cái hũ nước hai vô đó, châm vô. Tầm 10 mil nè. Đại kính này là em bóc hơi lẹ lắm. Các bạn bỏ ra ngoài là chừng mấy giây là khô liền. Bỏ ra ngoài mấy giây là khô liền, lẹ lắm. Rồi nước này mình đậy lại. Cây test các bạn bỏ vô. Bỏ vô xay thì cũng như xay cho nó còn ba cái dơ đâu. Xay này nè. Rồi bỏ vô nước thứ hai. Tất cả đều y vậy nha các bạn. Rồi các bạn bỏ vô. Tiếp tục. Cái nắp đậy lại. Lắc.
và nước trong sạch rồi nè, nước trong ha. Tiếp tục bỏ ra như vậy. Cái bột đạn mình phải kỹ. Bột đạn mình mới lấy ra cho nó khô cái và cái nước vệ sinh ha. Giờ mình tàu châm. Châm các bạn lấy cái thay cây thử nè. Và đạn này là bạn xì bôn nè. Đạn xì bôn. Nên là mình châm cái dầu. Cái dầu mình có dầu bát 01 là chiên cho xì bôn nha các bạn. Mình châm chừng bên 2 giọt. Hai giọt các bạn xay. Rồi lật lại. Rồi châm tiếp 2 giọt nữa. Để các bạn xay im nữa không? Im lại hồi nãy không? Im ru luôn. Cái này là chiên cho spoon các bạn. Đừng châm lộn nha. Rồi các bạn để qua bên giấy này. Bên giấy này. Cho rút cái dầu dư ra. Đóng nắp cái 01. 01 nãy mình cũng có châm vô đây miếng này nè. Bên này mình không có tháo ra nè. Châm vô bắt 02 cho tất cả các bạn nạn còn lại, trừ cái này nha các bạn. Này hồi mình vô mở nền bắt này 2 giọt cũng vậy, 2 giọt vô nó tối các bạn không thấy dầu không xây cái lật lại châm tiếp. Rồi y vậy các bạn làm hết các bạn nạn này ha. Cái mở nền là mở nền nha các bạn. Mở nền này các bạn lấy cái tay sạch tha vô miếng bóp đó, cho nó che cũng như che hai mặt bạc đạn lại nè. Cái bạc đạn xì bôn là không có ấy vô nha các bạn, không có đụng mở vô nha. Vậy là rồi, bạc đạn xì bôn là xong nè. Rồi các bạn cũng bóp hết như vậy ha. Bóp vừa thôi, ít vừa cái tay mình về nhỉ. Bóp vô. Đó, bóp vô. Rồi. Xong, chuẩn bị lắp. Chương trình lắp sẽ bắt đầu. Còn bắt đạn này các bạn. Vô mở nền, không vô dầu nha. Cái này không có vô dầu. Vô mở nền cũng vừa thôi. Chúng xay cho đều bắt đạn. Rồi dầm bắt đạn đã xong. Giờ mình vô mở nền cho dàn áo ha. Mở nền có 3. Cái cọ này là các bạn chuyên dùng mở nền nha. Tha lớp mỏng. Đều hết body luôn. Với hai bên cái mình cái đầu bấm. Bấm spoon. Tha vô hai bên là hai miếng nè. Hai bên này được à. Rồi. Thấy body bên này. Cũng vậy luôn. Bạn tha hết mở nền vô. Cá mình rộng rộng tung ghê. Bạn dít miếng mỡ nền chết cái này nè. Cái này là hồi nó đỡ cái cò mà bấm xì bôn nhảy lên nhảy xuống đó. Sẵn cái này mình làm cái này luôn đi. Bạn lấy nhíp gấp bàn đạn. Cái này có miếng nhựa nè các bạn. Cái đầu này là miếng nhựa ở đầu này bự hơn nè. Bít nè. Còn này đầu trên bỏ vô. Nó có miếng lông đền che lại. Này. Bỏ vô. Cái phe nó bỏ vô nữa. Bạn lấy cái tay đè lại nha, chặn lại. Nó cho lọt xuống. Nó lọt cái cặp vậy đó. Giờ tao bắt đạn trả ngược nha các bạn. Nè bạn để như cũng như mình Quỳnh đang quay ha. Lấy cái này cốt này mình thử nè. Nè. Thấy nè, quay xuống là được nè. Quay lên không được nè, quay xuống được nè. Nên bạn để như vậy nè, hướng như vậy, lắp vô luôn. Đó, bỏ vô. Rồi, nè, phần này xong ha các bạn. Giờ mình lắp bắt đạn này vô nha. Cái này hồi mình cũng tha mở nền luôn. Lắp cái bắt đạn... Lắp cái bên không có cái nhông nhựa trước nha. Bạn lắp bên này trước. Nè, các bạn nhớ cái con nó có cái lông đền. À, cái lông đền của nó nãy ha. Trùm vô. Rồi ta cái phe. Cái phe vô. Kìm các bạn bóp vô.
Các bạn thả vô, bỏ cái này vô ha, bỏ cái này vô, bỏ cái pin này vô nha, các bạn nhớ bỏ cái này vô nha. Này, bỏ cho lú ra rồi xem nè. Nè, các bạn bỏ này vô. À, bỏ vô. À, pin bỏ vô đây ha. Các bạn quét cho nó miếng mỡ nền vô đây này. Ít thôi, không cần nhiều. Đó, sẽ có ít này rồi. Chặt nó qua. Rồi, tắt bạc đạn này ha. Lắp cái này xong rồi. Giờ tới ngay này có miếng nhựa nè, có cái lỗ nè, các bạn lắp vô y vậy nha. Ok, vô đó, nhà đè xuống, kiếm cái ốc của nó đâu đây, ốc của nó đây, vừa thôi nha các bạn, này là có miếng nhựa nè. Rồi một phần này, còn phần này các bạn bỏ vô, mình nãy mình bỏ vô rồi nè, này mình tha mở nền rồi ha. Cái đầu bấm, bấm bằng kia vô, đó, canh này cho nó lọt vô nha, này cái này cho nó lọt vô nè, rồi nó lọt vô đó, rồi các bạn gán ốc sơ này, gán ốc này lại, này các bạn gán ốc này lại ha, cá sơ thôi. Mở vô trước nè, gắn vô, mở vô ha, phải vô lại. Rồi rồi các bạn móc cái này vô ha, à cái này nè, các bạn nhóm này sơ lên xíu, móc vô, nhớ cái ngắn nằm trong nha các bạn, móc vô. Rồi móc vô để đó đi. Rồi tao gắn bạc đạn này vô. Rồi các bạn bỏ bạc đạn này vô ha. Rồi nó có miếng nhựa, dòng điện nhựa của nó. Đây dòng điện nhựa của nó. Rồi bỏ vô. Tắt cái này. Các bạn tha đâu. Tha xíu mà nằm vô. Bắt vô. Rồi tiếp tục ốc này nữa, xây vô, bạn chiếc ốc này lại, giờ là xo rồi ha, chiếc ốc này lại, giờ bây giờ gắn vào xo nha, rồi xo các bạn gạt này lên ha, lấy tay các bạn nâng nâng như để búng rồi xo mất á, à, ngay lỗ nè, bỏ vô, các bạn lấy chỉnh cho ngay lại, vô rồi ha. Này chỉnh cho ngay lại. Rồi, lọt vô. Bấm thử coi. Nè, tia pin nhảy ha. Giờ ta gắn cái bánh răng nhựa vô. Đây, bánh răng nhựa gắn vô. Đó, vô rồi đó. Nè, phe của nó bỏ vô. Bạn gác lên. Gác vô vậy nè. Kìm bấm vô. Rồi, nghe cái cốc là ok, quét cho nó miếng mỡ nền. Tay mình dính mỡ nè. Nè, tay mình dính mỡ nền nè. Khỏi ngại, bỏ vô luôn. Rồi mình gắn này vô nha các bạn. Cái này không cần dặn dít nè, bạn dặn tay vừa là được rồi. Quét mỡ nền tiếp. Quét vô đây. Quét đây hay nhiều nhiều xíu. Này, miếng thao thao kê vô, vô đưa xuống rồi các bạn để đây đây, bỏ này vô miếng này, có miếng con nha các bạn, con bên ốc này. Miếng con ốc xuống hồi, miếng con là nằm trên á, rồi bỏ bạc đạn vô. Rồi là cái phe, đóng phe lại.
nó kìm bấm vô. Rồi, vô. Vô. Cho vô. À. Nó bỏ vô. Dặn vô hai cái, hai bên cho đều lại. Rồi, bạn thả miếng mỡ nành vô đây. Đó, vừa thôi. Đó. Cá tùng dữ nha. Rồi các bạn kê này vô. Miếng này là có hai hướng nha. Này các bạn kê vô. Này, kê vô nè. Giờ là hướng này đúng nè. Cái trái nè, các bạn xoay ngược vậy là xuống nó bật nè. Là nó bật lên nè. Đó. Đây, mở ra. Lao tay sạch rồi. Ừ, rắc vô. Vừa thôi. Mở rắc vừa thôi. Mở vô. Mở này riêng biệt hết, không có dính chung được. Ừ. Rắc vô. Rồi, để đó đi. Mình với hai bên này nè. Đó. Hai bên trượt. Cái nhông nhỏ. Ok vô. Cắn nhông nhỏ vô trước đi. Cái nhông. Nhông lớn. Cái này mình vệ sinh hết rồi ha, sạch sẽ hết rồi. Bỏ lá rắc vô, bố thắng vô, rồi bỏ cái miếng nhôm này vô, rồi cái phen này ha, bỏ vô đi, chứ hầu quên phen đó. Đây mở nhông, mở nhông, đẹp thon, cái cỏ mở nhông đâu rồi, đây cái cỏ mở nhông mình làm dấu, cỏ mở nền. Làm dấu đỏ con này không có ha. Các bạn tha dừa thôi chứ không cần nhiều đâu. Không quay không cũng ra hết rau. Rồi vô. Đó, xem giờ làm điều ha. Quýnh hận cũng dăng hết rồi. Thứ hai là xo, hai là xo vô. Bạn tha tay miếng, tha vô miếng mỡ nền nghe này, hít, hít miếng lót nè. Gắn cái điểm nhắn cho cái máy nha. Gắn vô, chụp vô. Rồi các bạn gá ốc vô tạm đi, ốc dài ha, nằm ngay này nè. Nãy mình tháo sao mình giờ mình lắp như vậy. Rồi xếp ba con đều vô. Cứng cứng tay là được rồi. Còn cái ống lót này nha các bạn. Nè bên lõm nè. Bên lòi nè. Bên đây nè. Bên lòi nè các bạn cho ra ngoài ha. À, bên này cho ra ngoài. Rồi tiếp tục bật đạn. Rồi cho bật đạn vô. Đạn vô là có miếng lông đền mỏng. Các bạn cho vô. Hai cái lông đền dên này nè các bạn. Hai cái để chiếc chiếc cái rắc. Này các bạn canh nè. Hai cái mà đấu nhau nè, đừng để trùng nhau nha. Nó phải hở cái dinh lên vậy nè. Đó, là vô. Rồi lông đền này. Đền này bên này có miếng y lá bố đen, còn bên này trắng nè. Bạn quay ra, quay màu đen ra ha. Này màu đen nè. Để hình nó y lá bố những cạ cạ vô cái này. Đây. Cạ vô này, đây mình quét mở nền vô miếng nữa. Này nắm vệ sinh chưa vô mở nền nè. Cho vô rồi các bạn mới sấy nha, cho nhẹ nha để nó leo răng ra rồi á. Rồi xong có cái chụp này. Ăn vô. Bạn kê cái tay cầm vô. Tay quay vô. Rồi nó xiết rắc thôi. Căng hở ra. Rồi các bạn xiết vừa phải cho nha.
cho này vô. Rồi. Rồi, lắp cái cây này vô ha. Bỏ vô. Xíu dầu. Dầu tải ha. Nhỏ dưới đây xíu thôi. Chút mình nên vòng vòng ngoài nè. Bằng dặn vô ha. Canh cho ngay thật ngay dặn vô. Đó, kêu là ok rồi đó. Rồi xong phần đó. Rồi tóc bạc đạn xì buôn. Các bạn bỏ vô. Bỏ vô lần hít. Có từ hít nè. Lấy tay đè nha các bạn, để dăng cái mắt tiêu á. Lọt vô nè. Cái này nãy mình cũng vô dầu hết ha. Trời, mấy mèo. Bỏ vô. Lắp vô. Đó. Rồi, ok. Rồi, chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn xem video ủng hộ mình cho mình xin một like, đăng ký kênh, bấm vào chuông để nhận thông báo. Rồi, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp.